Ok, và hai cho bạn cho bạn quay trở lại với channel của mình, và mình là Thiện đây. Thiện Black đây là hơn một tháng rồi mình đéo ra clip nha các bạn. Một tháng rồi mình chưa ra video này. Bây giờ mình đang ở Đà Lạt. Mình đang ngồi đợi thằng Blue Gin Linh ấy. Mình đang đợi nó gọi mình. Long time. Để lâu gì anh chơi? Nhà tôi tốt dưới trại mát mà. Đâu ra mình lên đây sớm. Từ đó dẫn đây bao cây? Hả? Từ đó dẫn đây bao cây? Bao nhiêu cây số á? Khoảng mười mấy. Không biết. Không có tính nhưng hình như nó nói 15, 16 gì đó. Má 15, 16 chạy hơn nửa tiếng à. Gào bạn trường chơi. Ơi, mỗi lần vào là nút vài chục vài trăm nữa. Ồ. Trưa nóng giờ lạnh, đột thiệt. Trưa có hai mấy độ mà không thấy nóng á. Ờ, dưới tôi ba mươi mấy độ á. Điên luôn. Ở trên đây hai mấy độ nóng. Bây giờ thì thấy lạnh. Không, mà sáng tôi thấy cảm giác như nó gần bay, nó ba mươi mấy luôn mà ta. Ba mấy là. Tôi cảm giác vậy thôi mà không biết bao nhiêu. Tại vì nó nóng như dưới vậy. Không chắc là tại tôi dưới hung lũng. Tại tôi đi cái hung lũng ở dưới á, hơi nóng. Hơi nóng đây là nóng rồi. Đi hung lũng chơi á. Ờ, cái sơn đi trang á. Ở dưới nó nóng á, tại vì nó xuống dưới như nó xa quỷ vậy. Dạo này lên hình Lolicon à. Không sao, ngoài đời thực vẫn là một hành thất bại mà lâu. Ngoài đời thực vẫn thất bại. Ui trời. Hồi nãy ngu rửa má đi qua đây xong rồi đi. Còn cái tùm lum nãy nhà cao đẳng nghe ngay chỗ mình đi chơi nét á. Ờ, nó không thể cái này nó nhìn nó hẹp quá, nhìn không. Nó không có diện tích, nó không có rộng, nó nhìn nó chút xíu à? Ừ. Cộng chút xíu. Ừ, khô đó chút xíu à. Chừng nào. Ok, và bây giờ là mình với Linh đây là Linh. Rồi. Bạn có muốn mày ông có muốn gửi cái gì tới fan tôi fan nữa người xem của tôi sao? Người xem chứ chắc mình đã có fan. Chính xác. 100%. Thì Lucky Design đây, cái thằng thất bại mà làm intro đầu tiên cho Thiện đây nè. Nếu các bạn không biết là cái intro 3D của mình á, intro 3D đầu tiên của mình không, lần đầu tiên mình có cái intro 3D đàng hoàng tử tế là do dân chơi này kiếm một cái template đàng hoàng làm cho mình. Cái template đó là hồi xưa làm còn làm lỗi nữa kìa. Cái câu chuyện Hải Hùng thiệt. Mà kết thúc video chưa vậy? Chưa, kết thúc đi. Chưa. Biết nói gì đây ta? Ok. Cái nhớ cái intro mà cái nhạc intro đó là như nào nhỉ? À, bài đó là cái bài đó nó khó, tôi không có nhớ tên nhưng mà tôi nhớ cái bài nhạc intro đó. Ừ, tôi cũng nhớ nhưng mà không có nhớ tên. Ok. Cái thanh niên này sẵn lòng trả 20k để lấy template trên mạng về, là một trong những nạn nhân đầu tiên của mình bị mình scam mạnh. Sau đó mình biết cách mình làm intro rồi, xong làm mình một đống luôn á, một đống intro luôn. Tính bây giờ là khoảng 6 cái intro. 6 cái. Về làm xong cái đồ này nữa là Banzot and Virgin là làm cái thứ 7 á. Ok. Đấy. Lúc mà Linh nó mới biết làm intro á là nó làm cho mình là người đầu tiên luôn. Đúng rồi, người đầu tiên luôn, xong rồi sau là thằng
Thằng Long gì đó mà bây giờ hết đúng rồi, thằng Phú bây giờ hết liên lạc với nó rồi. Phú thằng đó nó sao sao à, tôi không thích nó chơi lắm rồi. Hồi xưa là có phim là nhờ thằng đó hết, không làm intro cho thằng đó, bây giờ không có cái tên như bây giờ đâu. Thằng Phú là bạn của gà cô. Bây giờ nếu có xem clip của mình thì đừng nói cho thằng Phú biết nha. Đúng rồi, đừng nói cho thằng Phú biết. Ông biết gà cô không? Gakolo biết cái thằng Gakolo đó, hồi xưa hay chơi với nó với thằng Phú. Nhưng giờ tôi chỉ còn liên lạc được với anh Gakolo thôi. Hồi xưa còn nhớ ông Phúc DX gì nữa kìa. Ok. Ok. Ok, bây giờ biết nói gì nữa đây. Trên Đà Lạt bây giờ lạnh vãi luôn, nên thiệt luôn á. Vừa có 21 độ không mà lạnh tụt. 21 độ mà vẫn lạnh lạnh tụt chim. Đây là độ 18 độ đúng. Cái ông Phúc mới xuống hả? Cái đầu của ông bị... cái của ông bị sao, 18 độ mới đúng. Wait a minute, đây là điện thoại của Linh Weibo nha. Ôi shit, tắt rồi. Okay. Đây là điện thoại của Linh Weibo. Đây. Bây giờ là 18 độ. 18 độ. 18 độ. Ok, và đây chỉ là một cái short video mình nói về cái sự trở lại của mình thôi. Về cái sự trở lại. Chứ đây không bắt sau một tháng, hơn một tháng rồi. Hơn tháng không làm video vlog thật mạnh. Thật ra không vlog hả, thì nói chung vlog là gần hơn gần cả 2 tháng rồi chưa làm. Ông định làm gaming lại không? Đó là chưa biết. Với budget hiện tại của ông? Không. Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì budget không đủ. Dập. Cái cây to đó, to vậy. Dập. Ừ đúng rồi, to rồi. Cái cục điện này, cái cục điện này to hơn nè. Oh, ok. Ok, chào. Có vẻ 2-3 năm sau nữa thêm cái vlog như vậy nữa. Ok, ok. Bye. Giờ mình phải đi vô lại cái khách sạn nhà nghỉ cái kiểu là được. Khách sạn. Này không phải khách sạn, nó như là cái homestay à. Ok, let's go.